Nguyên tất cả các bạn, mình là Hải Minh, phóng viên của Ulis TV, kênh truyền hình sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng trường Đại học Ngoại ngữ. Và như các bạn đã biết thì sau một thời gian ở nhà học tập online, cuối cùng ngày hôm nay các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đã được đến trường học tập một cách trực tiếp. Và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên năm nhất, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà các bạn được học tập trực tiếp cùng các thầy cô và bạn bè. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu không khí của buổi học ngày đầu tiên và cảm nhận của một số bạn sinh viên trong ngày đầu tiên đến trường nhé. Đi thôi. Ngày 21 tháng 2 năm 2022, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đã chính thức được quay trở lại trường học trong một không khí vui vẻ và rộn ràng. Tuy thời tiết trong ngày đầu đi học rất lạnh, nhưng các bạn sinh viên vẫn thể hiện được tinh thần tích cực và đến lớp trong một tâm thế vô cùng háo hức. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, đảm bảo công tác phòng chống dịch như nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Tuy năm học mới đã bắt đầu được một thời gian, nhưng ngày hôm nay mới chính thức là ngày đầu tiên mà các bạn tân sinh viên khóa QH2021 được học tập tại trường. Chắc hẳn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ về khuôn viên học tập. Vì thế, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Nhà trường cũng phân công sinh viên tình nguyện phối hợp cùng đội thanh niên xung kích và đại sứ Ulis để hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đường cho các bạn tân sinh viên. Đặc biệt, nhà trường cũng ban hành sổ tay phòng chống dịch cho các bạn sinh viên, đưa ra những lưu ý phòng chống dịch cho sinh viên, cung cấp các số điện thoại đường dây nóng và đăng tải lên các phương tiện truyền thông của nhà trường để hỗ trợ các bạn sinh viên và giảng viên khi có tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình học tập trực tiếp tại trường. Em cảm thấy rất là run bởi vì là lần đầu tiên em được đến trường và em cũng chưa từng đến trường trước đó bao giờ và em cũng rất háo hức khi mà được đến trường gặp các bạn. Mặc dù là thì vừa rồi thì cũng có nhìn mặt nhưng mà khi mà gặp ở ngoài thì chắc chắn là cũng sẽ vui hơn. Em rất ấn tượng với công tác phòng chống dịch của mình, đặc biệt là lúc nãy thì bọn em có học ấy ạ, thì cô hiệu phó hiệu trưởng cô Kim Anh trường mình có lên hỏi thăm các bạn có tiêm đủ mũi 2 mũi 3 không và em cảm thấy rất là vui ạ. Sau một năm học online ở nhà thì cảm xúc của tớ khi mà đến trường thì rất là háo hức và hồi hộp. Ngày hôm nay tớ đã phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị và 6 giờ thì đã rời khỏi nhà để đến trường ấy. Tớ cảm thấy công tác phòng dịch của trường mình thì rất là chu đáo. Ở mỗi tòa nhà thì đều có cái máy đo thân nhiệt và máy rửa tay ấy. Thì tớ cảm thấy là rất là yên tâm khi mà đến trường. Bên cạnh công tác đảm bảo phòng chống dịch tại trường, Ulis còn đặc biệt tân trang những khu vực xung quanh trường để đón chào các bạn sinh viên quay trở lại học tập. Cổng trường, hồ matcha đều được khoác lên những chiếc áo mới, vừa thân quen lại vừa hiện đại, thay lời chào của nhà trường gửi tới đến các bạn sinh viên. Đặc biệt, nhà trường đã thiết kế khu vực check-in ngoài cổng trường để các bạn sinh viên chụp ảnh miễn phí và viết những điều ước lên bảng gửi lời nhắn gửi tới năm 2022, giúp cho các bạn sinh viên có thêm phần nào sự hào hứng và mong đợi về kỳ học tập trực tiếp này. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực chụp ảnh miễn phí gần cổng trường và ở ngay bên cạnh mình là một chiếc bảng để cho các bạn sinh viên có thể viết những điều ước cho năm học 2022. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn đã đến đây để check-in chụp ảnh chưa? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết ngay nhé! Và các bạn hãy nhớ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!